Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của động Cơ Thành Đình ạ. À, Đi chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Lông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, hôm nay là ngày 11 tháng 1, tiếp tục lại lên sóng báo giá cho bà con một nô máy. Nô máy hôm nay có 10 con thôi. Vẫn đến từ 4 thương hiệu tập à, bốn thương hiệu này là bốn thương hiệu chính bên động cơ thành định nha Maruyama, Echikurit, Mitsubishi, Honda đó là những mặt hàng chính bên đồng cơ thành định ngày nào cũng có những thương hiệu này vâng bắt nào chốt con nào chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 -668 để đặt hàng nha các bác vâng nô máy hôm nay thì đến từ, có những con đến từ những thương hiệu như Honda Honda gửi 25 với một con công suất cỡ lớn Mitsubishi TL33 đẹp xuất sắc nha các bác TL261 TL231 toàn những cái thương hiệu nổi tiếng những mặt hàng hệ những dòng phát chuyên nghiệp à, cũng được rất nhiều các bác lựa chọn và săn đón là những mặt hàng à, bên mặt hàng bên này bên đông quân thời định thì ngày nào cũng có những cái mặt hàng này nha các bác một con đời cao nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi Mitsubishi TBE27cc Etrocurit cũng có mặt hai phiên bản phiên bản một phiên bản Etrucurit sre 262 phiên bản Etrurit 260. Maruyama cũng gấp mặt gấp mặt được ba em nha. Một con đến từ thương hiệu Maruyama phân khúc 26 cc tay có bóp hệ xịn so và hai con đều đến từ thương hiệu Maruyama phân khúc cỡ trung bình 23 cc lòng 32 đi sử dụng bố tum rơi và giá cũng chỉ có 1 triệu 350 000 đồng nha các bác. Vâng, bác nào tất cả tình trạng máy nhất là công nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên video rồi và giá sẽ không thay đổi nha với bác nào muốn trả giá nói thật với các bác là em không bán đâu giá máy em đã báo chuẩn rồi và khi các bác chốt một con sẽ không thay đổi nha à, và cái giấc này giá cũng tương đối là mềm cho các bác nào muốn lấy gì bác nào muốn lấy 5-10 cây à, giá thành chắc chắn rồi thì nó sẽ phải giảm đi và các bác liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo để đặt hàng nha các bác vâng và trước khi review em sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ sáng ra hoặc đông ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng nha tất cả những con bình xăng dưới hôm nay đều phải nhấn nút bơm xăng hết tùy theo từng cái dòng nè, những cái dòng ne bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên nổ rồi thả xuống số ít bên tay trái thì nằm ngược lại bên tay phải bắt đầu khởi động thả xuống nổ rồi nhấc lên vâng đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc đông ngoài không sử dụng thì mình làm thao tác như vậy còn khi mà nó nổ như bây giờ thì không phải bơm xăng nữa không cần phải đóng nghe nữa giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ chữ X ngày 11 tháng 11 khi các bác chốt à xin lỗi ạ, à, lô chữ X ngày 11 tháng 1 khi các bác chốt đơn các bác nhớ cái mã của nó nha, thích X1 chẳng hạn, cho một tin nhắn chốt X1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận thế là xong. Và giới thiệu cho các bác hai con đẹp xuất sắc đến đều đến từ thương hiệu Maruyama mà đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Đều sử dụng bố tum rời, tum nhô bố cuộn 260 và giá rất này như các bác có thấy ạ, à, cực kỳ mềm luôn ạ. À chỉ 1 triệu 350 000 đồng thôi các bác ạ. Sở hữu một con máy công suất cỡ trung bình, một con hàng hệ đến từ thương hiệu Maru Ma. Ma cc lòng 32 ly với phiên bản chế ga ngang Wamoro, chế một kim như các bác thấy ạ. Quá xuất sắc luôn. Chắc chắn rồi, Đốc máy có dập nổi, made in Japan dập nổi nha để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật. Như em vừa giới thiệu đó, nó sử dụng bố tum rời tum nhôm bố côn 260 những cái dòng tum côn thông dụng. Đó, với những cái dòng này thì các bác có thể vừa mua một con máy phát cỏ về để phát cỏ, vừa xịt thuốc gắn máy chỉ thuốc ấy ạ rồi độ chế cái gì đó thì các bác mua chọn những con Tum rời này nha còn những con tum liền thì nó không gắn được đó còn với những mục đích phát cỏ không thôi thì các bác liền cũng được rời cũng được miễn sao nào máy ngon chất lượng tốt giá thành hợp lý thì các bác chỗ thuê ạ với với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bộ tay gà dỡ Dovarin cho các bác Vâng X1 ngày hôm nay giá chỉ 1 triệu 350 000 đồng nha và từ X1 cho tới X9 đều đến từ những thương hiệu máy hay thì Ai thì xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1 trên 20 một thứ nhất là 20 lít xăng nha Đó là cái cỡ trung bình của nó Tùy theo mục đích công việc, tùy theo cái công việc của mình nữa Mình ga to hết cỡ hay là ga 7 phần hay 8 phần Để mình điều chỉnh cái nhượng nhớt cho nó phù hợp nha Nói chung là phát cước thì bao giờ cũng phải thêm nhớt Tại vì phát cước đa phần là quá tải Thì các bác cứ cứ tưởng tượng ấy, Các bác cứ ga hết 10 phần công suất của nó Các bác phá hết nếu pha cả 10 phần đấy ạ à, thì chắc chắn rồi, máy nó sẽ quá tải. Các bác buộc phải pha thêm tí nữa. Còn với những cái trường hợp như các bác nào cỏ thưa, cỏ mỏng mỏng ấy ạ, à, các bác có thể pha giảm nhớt đi tí. Xong rồi lại tính theo hộp nhớt tính tiền nữa ạ. À. Cái hộp nhớt đắt tiền bao giờ cũng pha giảm nhớt đi nha. Với những trường hợp như nhớt mà 17 200 000 nghìn một hộp ấy ạ, à, các bác có thể pha 30 tỷ lệ 30 đến 40 trên một thôi ạ. À. vâng X1 và X2 như đầu giới thiệu ạ. À. Đẹp như nhau, xuất sắc như nhau và giá tiền cũng như nhau vẫn là một con đến từ thương hiệu Maruyama phân khúc 23 cc lòng 32 ly như các bác thấy đấy ạ. Từ con ốc của nó đây. Vàng chóe luôn ạ. Đó và giấc này chỉ có 1 triệu 350 000 đồng thôi ạ. Sử dụng bộ tay gà rỡ đầu vào cho các bác. Vâng với bác nào thích một trong những con máy phân khúc cỡ trung bình 23 cc lòng 32 ly nhỏ gọn nhẹ nhàng nhẹ chọn x1 x2 toàn những con đời cao đến từ thương hiệu Maruyama. Tính ổn định, tiết kiệm sang nó thuộc hệ hàng đầu đó là cái thứ nhất cái thứ hai như em vừa giới thiệu đó rất nhẹ nhàng nhạ vâng x2 chi 1 triệu 350 000 đồng ạ đẹp xuất sắc Rin nguyên bản giá chỉ 1 triệu 350 đồng cho thương hiệu Maru Phân khúc 23cc lòng 32 ly Còn X2 nha Nhìn nhớ X2 có X3 Maru phân khúc 26cc lòng 34 ly Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác Đó các bác thấy ạ Từ cái bình thường rin này Trắng tinh 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 Sử dụng chế ga ngang Wamaro chế một kim Lốc máy dập nổi Medi dập bàn dập nổi Vâng với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bố tum liên Tay ga bảo vệ xịn sò cho các bác Đầu bò riêng cho các bác Đó Cái từ cái tem mắc cần này Nó còn in hết nha Và giá bước này Xả cho các bác Cức rẻ luôn Chỉ 1 triệu 600 000 đồng thôi ạ X3 Chỉ 1 triệu 600 000 đồng Cho thương hiệu Maruyangma phân khúc 26cc lòng 34 ạ chỉ một triệu 600 ngàn đồng Giá này đã bao gồm phí ship và làm món phụ kiện kèm theo cho các bác Có dù bất kỳ bác nào ở cái địa phương nào Ở trong lãnh thổ Việt Nam em đều bao ship hết nha Kể cả đảo em cũng vẫn gửi Có ví dụ như ba đảo Phú Quốc cũng biết em cũng thường xuyên gửi ra đấy ạ Và vẫn bao ship Tuy nhiên ở khu vực đảo ấy ạ thì nó hơi cao ship hơn một chút Nhưng mà vẫn bao ship cho các bác nha Vâng sang tới X4, X5 Đến từ thương hiệu cho Curit Bên em có thể định cũng luôn luôn có những cái thương hiệu Echo để phục vụ các bác. Và bữa nay hầu như đa phần em về hàng phân khúc 26cc trở lên nha. Ờ, 23 thì cũng có nhưng mà ít. Đa phần là 26cc. Đó là phân khúc cỡ trung bình. Nói chung là vừa túi tiền nhất, dễ sử dụng nhất và được nhiều người mua nhất ở cái phân khúc 26cc ạ. À. X4 là một con đến từ thương hiệu Echo Curit phân khúc 26cc lòng 34 ly. Đẹp xuất sắc, riêng nguyên bản. Đó và với giấc này Echo Ờ, em cũng bán rất rẻ cho các bác nha Một con Echocurit bình thường như con này Cách đây tầm 1-2 tháng trước Đó rơi vào tầm triệu 7, triệu 8 Cho có con đến triệu 9 đấy ạ Hôm nay con X4 này em bán xả cho các bác Chỉ 1 triệu 550 000 đồng thôi ạ X4 chỉ 1 triệu 550 ngàn đồng Cho thương hiệu Echocurit FTCI 260 26cc lòng 34 ly Với phiên bản có trợ lực Bằng cái van xả ở đầu nòng này nha giật rất nhẹ nha Chế bơm xăng tự động, chế ga đứng chế của ga, chế vú bơm đớn, tôm liền tôm nhôm, tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Đâu vào chắn cỏ rìn nguyên bản hết cho các bác. Vâng, con số X4 hôm nay bán xả chỉ 1 triệu 550 000 đồng cho thương hiệu E-Credit, phần khúc 26cc lòng 34 ly à. 1 triệu 550 000 đồng ạ. À. Vâng sang tới X5 vẫn là thương hiệu Ecuclip phân khúc 26 cc lòng 34 ly nhưng mà giá nó cao hơn một chút nha. Ở đời nó cao hơn đường này một chút. Nói chung là mỗi ông có nhược điểm riêng để mà con X5 này để mà bác nào muốn phải một trong những con phát cước công suất cỡ trung bình ạ, sử dụng cho một công việc gia đình thì các bác có thể chọn X5. X5 thì tua thì nó hơi chậm hơn X4 một chút xíu thôi. Đó, nhưng mà đời nó cao hơn nó đắt tiền hơn. Hình thức bên ngoài thì có khả năng đẹp hơn một chút xíu đấy. Đó, nhưng mà độ bền nhưng mà em nghĩ nếu mà đời bà độ bền đấy ạ à, thì con X4 X4 này này nó sẽ bền hơn nhỉnh hơn một chút so với lại thương hiệu con X5 này nha. Đó. X5 là một con đời cao đến từ thương hiệu Echocurit với phiên bản SRE 2620G 26 cc lòng 34 ly, tình trạng zin nguyên bản 100% cho các bác. Sử dụng bộ trục giật có trợ lực, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, chế dòng Echocurit sản xuất tôm liền tôm nhôm đó, các bạn thấy ạ từ những con đời cao ạ từ về yếu tố hình thức bên ngoài cho đến về yếu tố ổn định tiết kiệm xăng nó cũng thuộc hệ hệ đầu bảng nha bao ra còn in đây chữ kiurit đó các bạn thấy ạ với phiên bản này thì đang sử dụng bộ tay gà giữ công tác luôn trên tay đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác vâng x 5 ngày hôm nay em bán xả cho các bác chỉ 1 triệu bảy trăm đồng thôi ạ x 5 1 triệu 700 000 đồng cho thương hiệu Etchukurit với phiên bản SPE 2620G 26 cc lòng 34 ly rất thích hợp với bác nào thích một trong những con phân khúc trung bình phát cước nha. giá 1 triệu 700 ngàn đồng ạ. À. Vâng sang tới 6 giới thì cho các bác một con đời cao nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi. Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly. Và với con này hôm nay em bán cho các bác chỉ 1 triệu 850 ngàn đồng nha. Rẻ rất nhiều so mọi khi thôi. Và với những phiên bản đời cao luôn luôn đi kèm với đó là bộ giật có trợ lực. Trợ lực bao so? Chế ga ngang qua một đồ. Chế hai kim chỉnh luôn. Đó, chế hai họng xăng nha. Với những cái dòng này thì nó thiết kế cái chế khác cái đời TN một chút xíu, khác cái phần trên này thôi là chế hai họng xăng. Một dòng chế cũng siêu tiết kiệm xăng, dễ chỉnh sửa, dễ thay tháo. Chắc chắn rồi, lốc máy có dập nồi made in Japan dập nối. Vâng với phiên bản bố tum liền tum nhôm và đi với những con đời cao là bộ tay ga bóp hệ xịn sò nha, bóp hệ xịn sò công tác luôn trên tay. Đầu bò chắn cò rin, đầu bò mới chắn à, đầu bò rin chắn cỏ mới đầu bò ngược chống cuốn cỏ đó các bác thấy ạ tất cả rin nguyên bản hết vâng x 6 giá chỉ 1 triệu 850 trăm năm các bạn và vâng, hôm trước thì cũng có một cái comment bỏ uh, 27cc mà sao lại nó có lòng 33 ly Và sao uh, 26cc mà lại lòng 34 ly Có gì đó xe sai <laughs> dạ, Sai là sai các bác sai đấy ạ Các bác chưa tìm hiểu kỹ các bác phán lung tung vậy thôi đó và các bác nói đời, nói, nói có một đến một câu đó chẳng nên chẳng hạn ạ nó như kiểu em em nói bố lao test ở trên video làm cái gì ạ đó là do các bác không biết thôi ạ nó tùy theo cái nòng nha nếu mà để các bác nào chuyên tính nòng ra công suất máy hoàn toàn các bác xài nha có những con nòng 34 nó lên đến tận đến 28 cho đến 30 cc dòng Echocurit này có một phiên bản uh, lòng 34 ly mà lên đến 30 cc ạ và Echocurit cũng có những phiên bản lòng 34 ly nhưng mà nó có 24 cc đó nên là nòng nếu mà để mà các bác nào tính nòng mà ra công suất máy ấy, hoàn toàn các bác sai nha các bác chỉ đúng một nửa thôi ạ à. chính xác là nòng to thì máy phải khỏe à. nhưng mà nó còn liên quan đến độ dài của cái nòng nha dài của bê tông hành trình đánh điện điện nhanh điện chậm nói chung là do nhiều yếu tố nữa đó và để mà theo em để các bác à, để đánh giá công suất một con máy ở trên video như mua trên mạng ấy à. các bác không được để ý đến nòng các bác chỉ cần biết được nó là bao nhiêu cc là chính xác hơn cả nhà có này 27 cc, còn nòng 33 thường thường 26, 27 cc thì nó tương đương với mức nòng 33 đến 34 ly, nói chung 34 ly được, 33 cũng được. miễn nó là 27 cc biết vậy thôi ạ. À. chứ còn nó cũng có gì đó sai sai với nó đúng đúng thì các bác lên tìm hiểu một số kênh họ review hoặc là tìm hiểu qua sách báo giấy tờ rồi sách thì người ta cũng có ghi rõ ở trên Google có hết đấy ạ. À. Vâng X6 như đầu giới thiệu đó là một con Mitsubishi TBE 27 cc lòng 33 ly. Đó chắc chắn rồi với những thương hiệu Mitsubishi có dập nốc made in Japan dập nối một con đời cao đẹp xuất sắc. Vâng X6 chỉ 1 triệu 850 ngàn đồng nha. Vâng, con số X6 chỉ 1 850 000 đồng Vâng với những cái phiên bản này với bác nào phát cước à, công công việc gia đình X6 cũng là sự lựa chọn cho các bác đấy ạ. Đó dòng này bên Nhật cũng chuyên phát cước à, công suất cỡ trung bình. Phát cước thì cứ không phải là máy lớn thì phát cước được nha, tùy theo mục đích công việc tùy theo cái công suất máy để mình để cước dài ngắn cho phù hợp. Đó về nhà các bác phải biết được ờ ừ, con máy công suất cỡ trung bình thì để cước cỡ trung bình thôi cứ con này mà tống mỗi bên nó 20 thì bố nó còn chết thế chứ đừng nói chuyện đó à. đó công suất bé thì mình để ngắn cước thôi ví dụ như công suất 20 cc công suất nhỏ nhất đi chăng nữa các bác vẫn phát câu được mỗi bên để 8 phân thôi chiều dài tổng cộng của nó là tầm khoảng 25 phân ok đó và với những con trung bình như vậy mỗi bên tầm khoảng 10 đến 12 phân ok nha vâng x6 hôm nay chỉ 1 triệu 850 ngàn đồng và với bác nào thích những phiên bản Mitsubishi đời TL thì các bác có thể chọn x7 x8 X7 bán xả cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 phân khúc 23 cc lòng 32 ly. Với phiên bản này thì tình trạng của em nó thì cũng rin nguyên bản hết cho các bác. Với phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ hai kim trình và tất cả những thương hiệu Mitsubishi đời TL động máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi hết nha. Đó, cực kỳ xịn xò luôn. Và đây là một trong những con máy đẹp và chỉ cái giấc này thì mới có cái giá này thôi nha. Còn đợt sang Tết xong Tết đợt đầu năm không bao giờ còn cái giá này đâu ạ à. đó bình thường như con này nó phải rơi vào tầm 2 triệu trên 2 triệu đấy ạ à. Với với phiên bản bố tum rơi tum nhôm bộ côn 260 tay gà giữ Đó bò chăn cò thì nguyên bản hết cho các bác Vâng x7 hôm nay chỉ có giá 1 triệu 800 ngàn đồng ạ à. x7 1 triệu 800 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng 32 ly phiên bản trục giật trợ lực lè tay đó Chúng giật lên dây đỏ, bắt đầu khởi động bơm xăng này Đóng nghe lên, giật nổ ga lên, tự khắc nó bật lại Nói đóng nghe giật nổ ra nào X7 giá 1 triệu 800.000 đồng Vâng với bác nào thích một trong những phần khúc cỡ trung bình 23cc lòng 32 lít Xịn sò nhất đắt tiền nhất Nà nó nha X7 Mitsubishi TL231 Giá 1 triệu 800.000 đồng Với nhìn hơn còn công suất X7 Có X8 Mitsubishi TL261 Đấy cũng là một trong những Sự lựa chọn được nhiều nhất Bán tốt nhất bên động cơ thành định Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly tình trạng cũng riêng nguyên bản hết cho các bác với phiên bản chế ga ngang qua hai kim chính tung rời tung nhôm bộ côn 260 đó các bác thấy ạ quá xuất sắc luôn lốc máy made in Japan dập nổi và với phiên bản Mitsubishi TL thì luôn luôn đi kèm với nó là bộ tay ga giữ nha để đặc trưng của những thương hiệu máy Mitsubishi đầu bò rin cho các bác và chế ga ngang qua model 2 kim chỉnh Một số anh em thợ Đây được gọi là chế TN đấy Nhưng mà đúng của nó là chế hoang, của hãng Wammer Ga ngang hai kim chỉnh Thì đây một kim Đây một kim Đó gọi tóm tắt vậy cho nó nhanh ạ Vâng X8 ngày hôm nay thì cũng chỉ có 2 triệu 300 ngàn đồng nha X8 2 triệu 300 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL261 với khúc 26cc lòng 33 ly Vâng em xin techno con số X8 ạ à. 2 triệu 300 ngàn đồng ạ Vâng sang tới con X9 giới thiệu cho các bác một con máy lớn nha Một trong những dòng máy lớn phát chuyên nghiệp à, Đến từ thương hiệu Mitsubishi Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly Và đây là một trong những phiên bản Phân khúc 33cc lòng 36 ly Xịn giò nhật, đắt tiền nhất Đắt tiền chắc chắn rồi, nó phải xịn giò, nó phải ngon, nó phải tiết kiệm xăng đó là cái thứ nhất, cái thứ hai, đồ thay ra quả với những phiên bản này nó cực kỳ sẵn nhẹ cái gì nó cũng có mới hết đấy ạ. Và đặc biệt hơn cái phiên bản này nó cũng đang sử dụng bộ giật có trợ lực nhá, trợ lực bằng lò xo, so, bình thường Mitsubishi TL33 nó trợ lực bằng cót nhưng mà con này phiên bản trục giật trợ lực bằng lò xo. Trục giật nó có chữ Made in Japan dập nổi đấy các bác này. Chắc chắn thôi, nóc máy Made in Japan dập nổi để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật. Và với những phiên bản này thì cũng đang sử dụng chế ga ngang qua hai kim chỉnh luôn, có xịn do. So. Đó các bác thấy ạ, không có một điểm gì chê nha, từ cái tem cái mát nó ở cái vỏ của nó này đó nhìn trông như vỏ mới vậy đấy là vỏ rin của nó đây ạ các bác thấy ạ quá xuất sắc vâng bố máy lớn thì nó phải sẽ đi kèm với bố tung lớn bố côn 330 tung lớn côn lớn ống cần thì thông dụng rồi ống cần phi 26 t 7 khía rồi cực kỳ thông dụng và như em review ở những con TL trước đây ạ với những phiên bản đời TL luôn luôn đi kèm với nó là bộ tay gà dỡ đầu vỏ rin cho các bác có chắn cỏ mới thôi Vâng, X9 ngày hôm nay em bán giá 3 triệu 500 ngàn đồng nha Đẹp xuất sắc Đó, phải có giá hơn 1 tỷ đi nữa X9 giá 3 triệu 500 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 đi Có trợ lực bằng lò dò nha Trợ lực thì giật nhẹ cái nó nổ thôi các bác ạ Máy lớn nhưng mà giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ <laughs> có thể nghe tiếng máy kiểu nó cực kỳ đã luôn X9 giá 3 triệu 500 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly Vâng X10 thì nó lại nằm ở một cái thế giới khác nha Đó là một con đến thương hiệu Honda Một trong những thương hiệu 4 thì nổi tiếng thôi Tất cả từ con X1 đến X9 đều đến từ những thương hiệu máy 2 thì xăng phải phá nhớt Còn riêng đặc trưng của những thương hiệu Honda Honda thì lại không sản xuất hàng 2 thì nha chỉ sản xuất hàng 4 thi và đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất rồi Honda gửi 25 25 cc lòng 35 Li made in Japan sản xuất và với tất cả những cái thương hiệu mà chính hàng chính hãng độc máy đều có dập nổi Honda gửi 25 dập nổi để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật và với những cái thương hiệu Honda này ở trên thị trường cũng có rất nhiều hàng nhái nha với những một trong những con máy mới mà ở trên đấy người ta review máy Thái rồi nói chung là máy Nhật đủ kiểu đấy ạ người ta bán có triệu rưỡi triệu 6 để mà các bác nào mà khôn ra thì nhận biết ngay à, chắc chắn thôi nó không phải là mặt hàng chính hãng đâu một mặt hàng chính hãng nói thật với các bác để mà uh, nhập khẩu trực tiếp sang Việt Nam bên Nhật mà sang Việt Nam chẳng hạn cái tiền thuế không nó cũng chưa đủ đừng nói chuyện một một có một triệu rưỡi và một con máy mới như vậy ạ à. tiền thuế tiền cước chưa đủ đó chứ đừng nói chuyện một con máy mà nó 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 có một triệu rưỡi đâu ạ à. một con máy cũ bên nông cơ Thành Định đã bán xả cho các bác. Giá đã 2 triệu 600 ngàn đồng này Đây là cái giá bán xả rất nhiều xó mọi khi rồi nha Đó là một trong những mặt hàng chính hãng Tình trạng của em nó thì nguyên bản hết cho các bác Một con Honda gx 25 Với phiên bản bố tum rơi Tum nhôm bố côn 260 Đó bảo ra còn nguyên nha Chưa có rách vết gì thế nào Cực kỳ xịn xó luôn Với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bộ tay ga giữ Công tác luôn trên tay Đầu bò chắn cỏ riêng nguyên bản hết cho các bác Vâng, bán xả cho các bác hôm nay chỉ 2 triệu 600 ngàn đồng. X10 2 triệu 600 ngàn đồng cho thương hiệu Honda GX25. 25 cc lòng 35 này ạ. À. Và với những thương hiệu Honda, ở bữa nay bên ông có thể Định cũng còn rất nhiều, rất sẵn nha. Với bác nào chốt chậm trước hụt, các bác có thể kết bạn qua hai số điện thoại có zalo em vừa nói trên đó để yêu cầu những con tương tự ạ. À. Vâng, em xin tiếp nổ con số X10 ạ. À. X10 giá chỉ 2 triệu 600 ngàn đồng. Và với những thương hiệu Honda gửi cho 25 này, nó là một trong những con tua cũng tương đối là nhanh. để tính mặt bằng chung, nó cũng phải nhanh ngang ngửa với mặt bằng chung của những thương hiệu máy hai thì nha. lệ uh, ga nhanh, ga lên nhanh, tốc độ tua nhanh, chỉ Honda gửi cho 25 là thôi nha. Với vừa báo giá cho bà con nô máy có 10 con thôi, đến từ 4 thương hiệu khác nhau như Maruyama, Echukyurit, Mitsubishi, Honda và tất cả tình trạng máy, công suất máy nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ra trên video rồi. Bác nào chốt con nào chọn con nào tờ đi tờ lại kỹ càng con đó coi chắc chắn chốt thì lên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039, 136, hoặc 0973164668 nha. với với bác nào chốt chậm chốt hụt các bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Ngày nào em cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày hoặc là liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó để yêu cầu những con tương tự khi mình chốt hút ạ. Vâng, sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.